tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Hello anh em. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng mình đang ở một cái không gian rất là lạ, không gian rất là mới, và để bàn về một cái chủ đề có thể là tổng kết của năm 2020, tổng kết về những cái sản phẩm linh kiện máy tính. Có thể nói là nếu như có một cái giải nào đó liên quan đến giải vàng như Oscar đúng không? Thì em nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến những cái sản phẩm như thế để có thể trao giải. Và ngày hôm nay thì Nami cùng với lại giáo sư Cù Tất Đạt sẽ cùng trao đổi với các bạn về những cái sản phẩm đó, về những cái hạng mục mà chúng mình đã đề ra, và mình cũng đã có chuẩn bị một vài cái lá thăm theo từng hạng mục ở đây rồi. Ngay bây giờ thì chắc là thôi, mời giáo sư đi trước sẽ bốc thêm một cái hạng mục nào đấy để có thể lựa chọn một cái sản phẩm đầu tiên mở màn trong video ngày hôm nay của chúng mình đi. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói liên quan đến đồ máy tính thôi. Đúng rồi. Chúng ta sẽ không nói liên quan đến các sản phẩm gọi là điện thoại các thứ. Đúng, đúng cái đấy, kênh này chủ yếu là về máy tính thôi mà. Bốc trước nha. Bật mí là trong này cũng sẽ có cả hạng mục về game nhá. Tại vì chúng mình thường xuyên làm những xây dựng những bộ PC để dành cho game, nên là không thể nào bỏ qua phần game được. Sản phẩm độc đáo nhất năm. Vâng, ok. Đầu tiên là bốc là một cái hạng mục khá là thú vị. Sản phẩm độc đáo nhất năm thì theo như anh Đạt thì anh thấy sản phẩm nào anh sẽ lựa chọn là sản phẩm độc đáo nhất năm? Năm qua thì có khá là nhiều những cái thứ nó mới. Nhưng mà những cái phải độc lạ thì có một cái rất ấn tượng, đó chính là cái Intel Core Cooler. Tại vì nó là một cái sản phẩm đầu tiên mang công nghệ sỏ lạnh trực tiếp lên. Tại vì ngày trước ấy, nhiều anh em anh hỏi là thế gắn có sỏ lạnh vào CPU được không? Thì thực ra là gắn được, nhưng mà nó sẽ bị vấn đề về đóng băng và gây ảnh hưởng đến các cái đồ ở dưới. Nhưng mà năm nay thì Intel họ đã cho ra mắt cái công nghệ Cryo Cooler, tức là tận dụng công nghệ sỏ lạnh, nhưng mà họ điều chỉnh để chúng ta vẫn giữ được CPU ở mức âm độ và không bị tình trạng đóng băng xung quanh. Nói chung đồ nó giá của nó thì nó là công nghệ mới, nó khá đắt, nó khoảng tầm 10 triệu cho một con block CPU chưa tính đồ nước xung quanh nữa. Nhưng mà đối với mình thì cái việc mang được công nghệ sỏ lạnh lên trên CPU thì nó mở ra được cánh cửa, nó tức là nó phá bỏ cái giới hạn ngày trước bị về phần tản nhiệt. Nó bây giờ CPU âm độ rồi, anh em hoàn toàn những 10K anh em cho lên tầm 5.7, 5.8 kia hiện thoải mái vẫn được. Và mình rất hy vọng là sắp tới sẽ nhận được một con sample để về test thử xem nào. Đúng rồi, hiện giờ thì chúng mình cũng chưa có một cái bản sample nào để có thể test cả, nhưng mà hy vọng thời gian tới thì sẽ xây dựng một bộ cấu hình, sau đó thì chúng ta test, sau này gửi đến cho các bạn xem là cái sức mạnh về cái tản nhiệt mới sẽ như nào. CPU âm độ. Đúng rồi, chúng ta hy vọng là thế. Đầu tiên thì đã qua được cái sản phẩm độc đáo nhất năm rồi, bây giờ chắc là đến lượt mình thôi, mình sẽ bốc cái lá thăm bất kỳ, không biết là sẽ vào hạng mục nào đây. Màn hình ấn tượng nhất năm 2020. Vâng, anh nghĩ sao? Anh nghĩ là còn nào? Thực ra màn hình năm nay chúng ta có rất nhiều thứ. Chúng ta đúng. Có những cái màn hình, nhưng mà chung quy lại các hãng cũng vẫn đang chững lại ở những cái như là 240Hz. Thì là cuối năm nay thì vừa có một con 320Hz, vừa có 360Hz của Asus, nhưng mà vẫn là cuộc đua về cái tần số quét. Đúng mà rồi. Mình muốn cái này dành cho một màn hình nào đó nó liên quan hơn đến cái việc mà chất lượng hình ảnh. Ví dụ cho năm nay theo mình có hai cái, nhất là tức là nếu mà nói về kiểu nó mới mới thì con Samsung Odyssey G9 thấy nó 49 inch, nó cong hơn 1000R, nhưng mà để mà dùng cái đấy thực sự là nó sẽ liệu không mấy không người dùng được 49 inch, mà nó to đến như thế này, mà chúng ta phải có khoảng cách rất là xa thì đúng nó rồi. Mới không bị mỏi mắt mà đúng có rồi. Thể bao quát tất cả cái hình ảnh trong đấy, đây là một cái hữu dụng hơn. Anh thấy đó chính là cái dòng Asus ProArt, đặc biệt là dòng 27 inch. 27 inch, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì thứ nhất là Asus lần đầu tiên họ mang được một độ chuẩn màu Delta E nhỏ hơn một mang đến cho người dùng cuối với cái giá nhỏ hơn 10 triệu. Nó ngon đến cái mức mà anh giàu như Thái Công nên còn mua. đúng rồi, Thái Công có đi mua một loạt. Tức là những cái dòng 30 triệu thì nó ngon hẳn rồi, nhưng mà bây giờ dưới 10 triệu anh em có một con màn hình chuẩn để làm màu đồ họa thì đấy nó là một cái thằng đáng mua nhất. Có một cái điểm mà em thấy cũng rất là hay ở cái con Broad 27 inch này, đó là bình thường màn hình chúng ta sử dụng chỉ là 16:9 đúng không? Đúng, nhưng mà bạn này thì lại sang một cái tỷ lệ khác, đó là 16:10. Đó, thế nên là với những người mà kiểu Photoshop ảnh thì là cái hình ảnh hiển thị nó rất là to, rất là rộng, nhìn rất là thích luôn. Nhìn nó vuông, nó sướng đấy, hơn. Đấy, nhìn nó sướng hơn chứ màn hình cũ nhiều. Nói chung là thấy độc đáo và nó mang lại một cái trải nghiệm hình ảnh tốt hơn cho anh em dùng đồ họa. Đúng rồi. Nói chung là ở đây với những cái gì mà chúng ta đưa ra thì đấy. Nó là nhìn trên một cái tổng thể về từng cái hạng mục yêu cầu cho một cái màn hình, chứ không phải là cái nào nhất thì cái nào kia. Và đây là ý kiến của mình. Không? Các bạn thấy những cái màn hình nào hay hơn thì các bạn thể không cần comment rồi, ở bên dưới video. Tại vì góc nhìn khách quan và chúng mình cũng là trên những cái gì trải nghiệm được và chia sẻ cho các bạn thôi. Và bây giờ thì ok, hai hạng mục đã xong, mời anh đạt tiếp hạng mục thứ 3. Đây, mời anh đạt bốc. Còn bên đây sẽ tiếp theo là hạng mục gì đây?
CPU tốt nhất. CPU tốt nhất năm 2020. Ờ đúng rồi. Không biết là chúng ta liệu có cùng quan điểm không nhỉ? Bây giờ em nghĩ là mình đếm 1, 2, 3 xong thì cũng nói đấy, được không? 1, 2, 3, coi 3, 10, 1 cho em. Ôi giời, nó lại làm chuẩn. Thôi cho anh Đạt nói trước đi. À, đầu tiên đối với mình ý, thì nếu em ở công nghệ mới, con tốt như 10.900K chẳng hạn, như con 10.100F đó là một con CPU phổ thông. Và cái lựa chọn anh em lựa chọn những cái phổ thông bao giờ cũng là nhiều hơn, mà nó cần đến với người dùng hơn. Và con 10.100F này chúng ta có một con CPU có 4x8 luồng, tức là ngang 7.700, xung cực kỳ cao, xung nó cao hơn cả các dòng từ 10.400 nhé, nên là chơi game rất tốt. Con 10.100F ý, đối với anh nó là một con CPU quốc dân rồi, giá nó có hơn 2 triệu 2 triệu 3, khoảng tầm dưới 100 đô. Và trong tất cả các bộ máy mà chúng ta build khoảng tầm, kể cả từ rẻ đến khoảng tầm trung vẫn dùng con đấy. Tức là cái khả năng gaming mình nó rất tốt, tại vì nó có 4x8 luồng, nó tức là ngang con Core i7-7700 ngày trước. Nó xung rất là cao, cao hơn cả 10.400. Tội gì chúng ta không mua. Tại sao em lại chọn con 10.100F? Thì đó, thực ra là trước giờ thì mình cũng đã có khá nhiều những cái video về build những bộ PC từ trung cấp cho đến chơi cả gaming đó. Thì cái con 10.100F đây thì ngày hôm nay thì em cũng có chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Thì bản thân nó có thể cân được đến cả 3070 chơi có một cái video game rồi. Đúng rồi, có một cái video em đã lên rồi. Thì bạn ấy chơi mượt mà, cái tựa game ở độ phân giải Full HD có thể lên đến 2K luôn. Mà nếu như cố một tí nữa, nguồn những thứ ngon nhẹ thì còn cân được 3080 nữa cơ. Cột đá vắt sôi. Đúng rồi, các bạn cột đá vắt sôi. Nhưng mà nói chung là với một cái con CPU chỉ có 2 triệu 3 như thế này thì những cái việc gì mà người dùng mong đợi ấy, em thấy là hội tụ tất ở đây rồi. Đôi khi ngày xưa chúng ta cứ nghĩ là phải CPU đắt tiền thì nó mới được ngon. Mới ngon này, mới cân được cạp khỏe cái nọ kia. Nhưng mà đấy, nói chung là không có gì để chê cái chiếc CPU này nữa. Tiếp theo đi. Tiếp theo đi. Nói chung là vừa mới qua ba cái hạng mục đầu thôi mà đã thấy rất là hào hứng rồi. Không biết là càng sau thì càng xịn sò những cái hạng mục hay ho hay sao. Thì thôi, em bốc đi. Em bốc nhá. Em bốc chưa? Xem ngoài rửa tay chưa? Hạng mục tiếp theo của chúng ta sẽ là game hay nhất năm 2020. Không, nói chung là cái này là em phải tranh trả lời rồi. Tại vì là em là một người bản thân là không chơi game nhiều, nhưng mà đến với năm 2020 thì cái hạng mục này em xin phép được trả lời. Thì có lẽ là cái game này mình nghĩ rằng là trong mùa dịch vừa qua thì không ai là không biết cả. Cái tên đó chính là Among Us. Đúng rồi, chính xác. Một cái game gọi là quá phổ thông. Nó em cảm thấy là nó dễ chơi này, rồi nó kiểu phổ cập từ kiểu người trẻ đến người lớn đều chơi được hết. Và nó là chính là cái phiên bản từ ma sói của chúng ta offline đưa lên trên mạng. Mà nó có điện thoại này, có cái Steam này. Đúng rồi. Trên điện thoại cái gì có hết, dễ chơi. Đúng rồi, cái gì cũng hết. Nói chung là chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone hay là chúng ta chơi gọi là bản hack. Bản hack trên máy tính. Trên máy tính. Nhưng mình mua lên trên Steam cho cẩn thận. Đúng rồi, giá của nó rất rẻ đúng không? Mấy chục nghìn. Em nhớ là đúng rồi, chỉ có khoảng mấy chục nghìn thôi là các bạn có mua tài khoản để chơi Among Us rồi. Mà thực sự là đúng là cái mùa dịch vừa qua, cái này nó là cái sự cứu tinh cho những cái sự nhàn rỗi của chúng ta. Và chúng ta anh chơi trong phòng rất nhiều. Chúng ta nói chung là mình nghĩ đây cũng là một trò chơi có thể nói đối với nhiều người thì nó là gọi là sao nhỉ? Hơi khó hiểu, hơi thằng tiếng Anh. Hơn đúng rồi, tiếng Anh hơi khó hiểu, nhưng mà khi mà đã chơi rồi thì nó rất là cuốn. Và hai nữa là cái này, một là anh em, hai là chúng ta không có gì hết cả. Một cái game có thể vừa gọi là phá team, nhưng một cái game cũng có thể gọi là tăng cái tình đoàn kết và chúng ta biết được những bộ mặt đằng sau của những con người kia là như thế nào. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu đây? Còn cái cuối cùng. Còn cái cuối cùng, có thể để cuối cùng nhé. Anh Đạt đi. Console tốt nhất năm thì cái này có lẽ là câu trả lời chắc là ai cũng biết rồi. Chúng ta tổng nhanh công nghệ tuần trước vừa nói. Đúng, tổng nhanh công nghệ tuần trước vừa xong. PlayStation 5 đang có doanh số bán gấp đôi Xbox Series X và Series S cộng lại. Rơi vào khoảng là 3,4 triệu bản trong một tháng. 3,4 triệu bản trong vòng một tháng vừa ra mắt thôi. Vừa ra mắt luôn đấy. Thực ra là mặc dù cấu hình của con PS5 ấy nó yếu hơn Xbox Series X. Nhưng mà cái vấn đề đem lại muôn thuộc của PlayStation đó là hệ thống game của PlayStation. Đúng, quá rộng, nhiều quá luôn ấy. Với cả thứ hai là một cái câu đầu óc anh em hiện tại ở Việt Nam, nếu mà không xét ra ngoài ở Việt Nam thôi. Em ra quán anh em đặt PES. Đúng rồi, mà đặt PES cái gì? PES thì chỉ có trên PlayStation rồi. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ thì có lẽ là giá thành của PlayStation 5 đã hơi cao. Nhưng hôm mình làm review khoảng tầm 28 triệu. Trong khi đấy một cái giá đề xuất của bên Sony chỉ là khoảng tầm 15 triệu thôi. Đúng rồi. Và nghe đâu là khoảng tầm giữa năm nay là nó về đúng mức giá, gọi là giá phôi là 15 triệu. Và cái màn ra mắt người của PlayStation 5 là vượt mặt cả PS4. Tất cả các dòng PlayStation trước đây đều không thành công bằng PlayStation 5. Nói
và cái danh hiệu này là xứng đáng đúng không? Bây giờ thì có lẽ là nhờ bạn Hồng Đình bạn cho mình ảnh ông PlayStation 5 bên để ông chồng nào mà mua cái router mà giống giống thế thì bóc vẽ ngay lập tức. Đúng rồi. Vậy là chúng ta cũng đã đi qua, đây là trường khoảng độ tầm 5 hạng mục rồi, nhưng mà chắc là để chốt lại cái video ngày hôm nay thì em vẫn muốn anh Đạt có thể chia sẻ về một cái sản phẩm nào đấy mà anh cảm thấy nó là đặc biệt, độc đáo và đột phá nhất trong năm 2020 vừa qua về mọi mặt. Về mọi mặt à? Về mọi mặt trong cái phần về chúng ta là đang là linh kiện máy tính, game các thứ, chứ không phải nói về công nghệ nói chung. Đó. Thì trong cái máy tính chúng ta có hai cái cực quan trọng, một là CPU, hai là card. Thì nói về cả màn hình đầu tiên ấy, thì chúng ta bắt buộc đó chính là RTX 3000, không lẫn đi đâu được. RTX 3000 nó là một cái cả màn hình quốc dân, nó quá mạnh so với thế hệ trước. Nó không biết nói từ gì nữa, nói chung có hàng là mua, ai mà có tiền là mua ngay lập tức. Sức mạnh nó vượt trội so với cả RTX 2000, các hệ online trên CPU tốt hơn hẳn. Nhưng mà trong cái dòng 3000 thì thực sự anh ấn tượng nhất với cả dòng 3080. Tại vì nó mang lại một cái gọi là 4K 60fps. Bình thường cho anh em chơi. Ngày trước 2080 anh em không thể chơi được 4K 60fps. Anh chị em chỉ chơi được tầm 2K, 2K hơn 100 hoặc là 4K hoặc tầm 40-50. Nhưng bây giờ 3080 với mức giá nó khoảng tầm là hơn 30 triệu, 30-35 triệu. Anh em có một cả nó... À đúng, 20-25 triệu. Xem với lại em nhớ là xem với 2080 Ti. 20-25 triệu anh em có cả chơi đủ 4K 60fps. Rất là mượt mà, nó vượt trội rồi hơn so với 2080 Ti. Giá cũng hợp túi tiền đúng không? Giá hợp túi tiền với các anh em. Năm nay sẽ có ra mắt thêm những con như 3060, 3050. Đấy, hiện năm nay xem mà chúng ta có những cả màn hình như thế nào. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà để xét về công nghệ đột phá nhất này, thành công nhất trên mọi mặt đấy đúng không? Trên mặt. Theo anh đó chính là thế hệ Gen 3 của AMD. Ồ, mà ra mắt cũng khá rất là ấn tượng luôn. Tại sao anh không nói CPU game tốt nhất dành cho Gen 3? Tại vì anh muốn để cái này một cái gì đấy đặc biệt hơn dành cho Gen 3. Tại vì lần đầu tiên AMD đã sau khoảng trước đây phải tầm 7-8 năm rồi đấy. Lần đầu tiên AMD vượt mặt Intel và gaming. Và bây giờ một con CPU 5000 Gen 5 có giá 8 triệu đồng thôi. Mà sức mạnh gaming của nó là vượt qua hẳn Core i9-10900K luôn. Và kể cả bây giờ chúng ta bật Quick Sync ở trong làm việc trên Core i9-10900K chúng ta vẫn thua những cái CPU AMD cùng tầm giá. Nên là bây giờ năm nay Intel phải làm một cái gì đấy, nếu không thì toàn bộ phân khúc CPU cao cấp nó sẽ dành cho AMD. Nếu mình cũng đồng tình với anh Đạt về cái quan điểm là cái sản phẩm gọi là đột phá nhất năm 2020 thì sẽ dành cho những chiếc CPU Ryzen 5000 của AMD. Gọi là Gen 3 đấy. Gen 3 đấy, chính xác. Nói chung AMD thì đặt cái tên nó hơi thốn một chút. Nó hơi lệch tông đấy. Gen 3 nhưng mà lại là Ryzen 5000 đó. Nói chung mình cũng đã có một cái video lâu trước đây khi mà AMD ra mắt về tàu nhân công nghệ thì mình cũng đã review và nói lại cho các bạn chi tiết về Gen 1, Gen 2, Gen 3 như nào rồi. Đó, nói chung là vậy chúng ta cũng đã tổng kết xong hết về những cái sản phẩm của năm 2020. Và hy vọng rằng là trong năm 2021 này sẽ có thêm nhiều những cái sản phẩm hay ho hơn để chúng ta có thể mình hy vọng là nghịch, đúng không? Cái dịch Covid sẽ kết thúc trong năm 2021 để mình có thể sang Computex. Năm ngoái là nghỉ bỏ rồi, hy vọng năm nay chúng ta sẽ có Computex. Có Computex để có thể nói chung là phát trực tiếp cho các bạn về cái sự kiện đó. Vì anh em công nghệ mà ai cũng ngóng chờ cái sản phẩm mới, nhưng mà năm nay chúng là Covid nó hoành hành kinh quá. Hy vọng là một năm 2021 sẽ tươi sáng hơn. Okay. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em ở các cái chương trình tiếp theo. Mấy chương trình gì? Nhất là của tổ nhân công nghệ chủ nhật tuần này. Đúng rồi. Thường xuyên được phát vào 9:30 sáng và cùng với lại Nami nhá. Còn bây giờ thì các bạn đã xem tới đây rồi thì cũng đừng ngần lại để lại một like, share và comment xuống bên dưới những ý kiến của các bạn, cũng như là subscribe kênh để ủng hộ chúng mình trong thời gian tới nhá. Rồi. Còn bây giờ thì bye bye.